Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, quý vị các bạn nào mà đang có cái tầm tiền hơn trăm một chút xíu mà muốn sở hữu một chiếc sedan hai đầu, đấy, còn đẹp cứng và lên nhiều đồ, đấy, thì ở chiếc Toyota Vios 2007 bản limo lăng full này, bản limo lăng full các bạn nhá, là răng đúc, phanh đĩa, rồi màn hình Android cam lùi, cam hành trình, nội thất ghế da, đèn LED và cái hệ thống sơn xi rất là đẹp. Vâng, một chiếc Toyota Vios 2007 bản limo lăng full đồ rồi. Đấy, gần như là full rồi, còn mỗi xi nhan tích hợp trên gương thôi. Một chiếc xe khá là cứng cáp các bạn ạ. Đó. Một mẫu sedan hai đầu siêu bền, dòng xe đến từ thương hiệu ở Nhật Bản. Cũng là chiếc Toyota Vios, nhưng ví dụ lên form 2008 thì nó phải chênh nhau đến 2 đến 30 triệu đồng. Đó, 2007. Và mức giá rất hợp lý các bạn ạ. 135 triệu đồng. Đó, 135 triệu đồng một chiếc Toyota Vios 2007 bản lăng full rồi. Lăng là răng đúc, ghế da, màn hình Android, cam hành trình, đèn LED. Chiếc xe khá là cứng, máy chạy ngon, máy nổ êm. 2007 là cái form cuối rồi. Từ 2003 đến 2007 là sử dụng form này các bạn nhé. Cuối 2007 thì có bắt đầu lên form mới. Thiết kế cao hơn, gọn hơn và nó cũng đẹp hơn. Nhưng mức giá với form này thì chênh lệch khá là nhiều. Hệ thống phao chỉ đây. Đó, một chiếc xe mà chủ xe chăm sóc rất là cẩn thận nhá. Nội thất ghế da này, thảm trải xịn này. Đó, màn hình Android VTEC xịn nhá. SIM 4G nhá. Cam lùi, cam hành trình này. Đó, trần lỉ này. Đó, vô lăng 3 chấu. Đó. Khóa điện rồi nhá. Wow. Một chiếc xe rất là hời trong cái tầm giá này. Nếu quý vị các bạn đã lựa chọn những cái dòng Toyota Vios này thì sẽ được cái sự yên tâm khi quý vị các bạn đi đường xa, đường gần. Sự yên tâm về máy móc cũng như hỏng hóc thay thế thì rất là ít. Dòng xe này cực kỳ là bền. Và một khi mà có hỏng vặt thì thay thế, đồ đạc thay thế rất là sẵn và rẻ. Rất là sẵn và rẻ nhé. Wow. Thảm trải rất là xịn này, nội thất ghế da hai màu quá đẹp luôn. Nội thất ghế da như ghế da mới các bạn. Wow. Một chiếc xe khá là cứng. Khi bạn đang có cái tầm hơn trăm, muốn sử dụng một mẫu xe tập mưa, tập lái hoặc đi lại cơ bản thôi. Chiếc xe này thì quý vị bạn mua về kết hợp công việc cũng được, làm điều hòa, làm điện. Xe thì khóa điện cứ được đầy đủ rồi, gương cụp xòe đàng hoàng, đi đâu vất ngoài đường hoặc là nói chung là mình cứ để xe nó thoải mái, không lo về cái người có xe đắt tiền, người ta để ở những cái chỗ đông người người ta cũng sẽ rất là lo. Nhưng chiếc xe này với cái tầm giá chỉ hơn trăm, xe trang bị rất nhiều đồ, để đâu cũng được. Đấy, chiếc xe này nếu mà quý bạn chạy dịch vụ thì nó hơi cũ, cái form nó hơi cũ thì khách người ta cũng không thích mấy. Đấy, hai cam nhá, cam lùi, cam hành trình nhá. Đó, chủ xe lên rất nhiều đồ các bạn. Đó, quý bạn nhìn này, 2007 này, gầm bệ cực kỳ chắc chắn. Toyota Vios dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc về sau. Lốp lắp mới đét. Chiếc xe này thì về quý vị các bạn chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Sedan hai đầu, thương hiệu Nhật Bản, máy móc bền bỉ nên full đồ. Đó, xe này không mua thì rất khó để tìm một chiếc xe với cái đời này, tầm tiền này và còn đẹp và lên nhiều đồ như chiếc xe này các bạn nhé. Lốp mới 4 bánh luôn. Đấy, dòng xe Vios thì trang bị bình xăng là 42 lít nhé. 42 lít còn thấp hơn cả Hyundai Carani 10. Mẫu xe này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này chỉ có khoảng 6 lít rưỡi hỗn hợp. Đó là mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế các bạn nhé. Đó, nhà công bố sản xuất thì sẽ thấp hơn một chút. Vì
nhà sản xuất công bố là người ta tính cái mặt bằng giao thông thôi. Nhưng ở Việt Nam thì cái việc tắc đường khi vào trong đô thị nó rất thường xuyên các bạn. Đấy, cho nên là mình tính nhiên liệu thực tế thôi. Đó, hệ thống phản trì rất là đẹp, chiếc xe cực kỳ là cứng luôn. 135 triệu đồng. Đấy, còn bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển nữa. Vì các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình nhé. Một chiếc xe rất là phù hợp trong cái thời điểm kinh tế khó khăn như thế này. Đấy, đảm bảo tránh mưa, tránh nắng, bảo vệ sức khỏe, không ngồn nào, không bụi bặm, đi lại chủ động và rất là riêng tư. Là dạng 14 inch chuẩn luôn, là dạng book nhé. Nó đăng kiểm thì không vấn đề gì cả. Đèn led này. Đó, đèn led xịn luôn nhá, bi led nhá. Bi led cỡ nhỏ. Bi này đăng kiểm không vấn đề gì nhá. Đó. Đăng kiểm thì vẫn còn đến tháng 6 cơ. Mẫu xe này thì vẫn còn đăng kiểm 1 năm tận 4 năm nữa các bạn. Đó, vừa rồi thì cái luật đăng kiểm mới ra rất là có lợi cho những cái mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, độ thêm loa tép này, gương kính chỉnh điện rồi này. Đó. Đây, cho các bạn xem phần khoang cốp này. Đó, mẫu xe quốc dân Toyota Vios thì chạy ngoài đường cực nhiều luôn. Cốp cực kỳ là rộng nhá, để đồ rất là thoải mái này. Cái phần lì này còn rất đẹp nhá, sassy này. Nếu quý bạn đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe hơn trăm, và nhất là đối với dòng xe Vios thì chốt ngay con này của em nhé, chốt ngay con này cho em. Đấy, rất ít khi về một chiếc xe đẹp và cứng như này với cái tầm giá mức đầu tư rất là thấp này. Đấy, sàn xe này, lốp sơ cua, thiết bị kích lốp đầy đủ. Đó. Đấy, đương nhiên rồi, thì theo dấu vết thời gian thì nó còn có những cái chỗ nó hoen gì một chút xíu thôi. Những sắt xi thì quý vị không phải lo các bạn nhé. Đấy. Lắp cốp này, quá đẹp này, keo chỉ này. Đó. Toyota Vios 2007 với giá là 135 triệu đồng. Còn bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho quý vị các bạn nhé. Đó, gương kính chỉnh điện này. Wow. Màn hình cam nùi. Đó. Âm thanh rất là hay. Màn hình nét căng. Đấy, vì lý do bản quyền thì em không test âm thanh cho quý vị các bạn được nhé. Đấy, có các cả cam hành trình rồi. Đó. Điều hòa mát, điều hòa hai chiều, sấy gương, sấy kính, gió trong gió ngoài đầy đủ. Đó. Đấy, trên dòng xe này rất hay. Đấy, chỗ để điện thoại rất là tiện này. Đó, trên những cái form 14/2018 thì cả là đến 19/20 thì cái chỗ để đồ không thoải mái lắm mà cũng không đẹp. Nên để điện thoại này, để chai nước này, cốc nước này, củ số đây, phiên bản số sàn, hộp số 5, cấp xung tích xin anh 1.5. Công suất cực đại là 107 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó 6 lít rưỡi hỗn hợp. Quá điện rồi nhé. Với cái tầm giá hơn trăm thì chiếc xe này rất ngon các bạn nhé, rất ngon nhé các bạn. Bên em thì cũng về rất nhiều cái mẫu xe với Vios sedan với cái tầm giá hơn trăm. Thì chiếc xe này thì em thấy khá là cứng. Bên em về rất nhiều rồi vì em cũng đã quay khá là nhiều. Hiện tại thì em đã quay qua hơn 1.400 video rồi. Tất cả các loại xe em đều quay qua và có trải nghiệm rồi. Đấy, vô lăng 3 chấu. Bản này thì không có tu khí nhá. Ở với cái tầm giá không chậm thì em nghĩ cũng chả quan trọng. Mấy đại xe cộ đi an toàn hay không do mình, chứ không phải ở cái tu khí các bạn nhá. Tu khí nó chỉ là bất khả kháng thôi. Có thì cũng tốt, không có thì cũng được, không sao cả. Đấy, không có mình còn đi cẩn thận hơn quý ạ. Đây, cam nùi đây, nét căng, góc rộng luôn. Màn hình VTEC.
hóa điện đầy đủ, điều hòa mát. Vâng, phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn. Chiếc xe này tắt khóa nó còn tự cụp à. Em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Hiện tại thì hãng xe điện nhà Vin đang ra một loạt các xe taxi điện, cho nên là những cái mẫu xe Toyota Vios đời cao 15, 16, 17, 18, 19 là sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng những cái mẫu xe với tầm giá hơn trăm thì tự nhiên lại thành rất là hot các bạn. Tự nhiên thành rất là hot. Đó. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios 2007 phiên bản là số sàn. Máy 1.5 này. Đấy, xe này thì có cái động cơ này thì từ 2003 đến tận 2016 các bạn. 2016 cuối 26 thì lên máy mới. Đấy, khối động cơ tuyệt vời. Trên máy mới thì nó chỉ thêm một cái công nghệ, đó là công nghệ đua van bình thiên thông minh thôi. Cơ bản vẫn là máy này thôi. Máy nổ cực ngon luôn. Máy móc phù giáo sạch sẽ nhé. Máy móc của Vios thì miễn chê rồi. Chất liệu của khối động cơ này tản nhiệt cực kỳ là tốt, tiết kiệm nhiên liệu, không hỏng vặt, cực kỳ nì đòn nhé. Đó. Đấy, phần răng này, đấy, cái ốc rất là tròn nhé. Đó, xe rất là đẹp nhé. Máy thổ êm. Máy đặt ngang dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc phía sau. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này là 6,5 lít là hỗn hợp. Động cơ 1.5 107 mã lực thì rất là phù hợp nhé. Toyota Vios thì còn có trang bị động cơ 1.3 nữa, nhưng 1.5 là vừa vặn nhất. Wow, chiếc xe quá đẹp các bạn. Đấy, quý vị các bạn nào mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0818733286 hoặc số điện thoại 0917165240. Số này thì cũng là số Zalo của em. Đấy, các bạn có thể biết, cần biết thêm chi tiết về chiếc xe này trước khi xuống xem và trước khi xuống tiền để rước em nó về. Đó, một chiếc xe đảm bảo về chất lượng trong cái tầm giá cho quý bạn nhé. Xe cực kỳ ngon trong cái tầm giá này, lên full đồ. Nếu mà quý bạn không mua được chiếc xe này thì cũng khá là tiếc đó. Đó. Đấy, rất nhiều quý vị các bạn đang tìm cái tầm giá hơn trăm và xe còn đẹp. Đấy, thì chiếc này là cực kỳ là phù hợp, xuống tiền không bao giờ phải lăn tăn một điều gì cả. Vâng, em xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui, kiếm thật nhiều tiền đến cho em rước một trong rất nhiều xe này đấy, về phục vụ cho gia đình nhé. Vâng, em xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.